Làm sầu riêng chiên đi hả? Trời ơi, dễ ợt, đi hái sầu riêng với chị đi em ơi. Nhà chị sầu riêng mùa này nó chín dữ lắm, nên chị phải lấy mấy cái bọc á chị bọc lại vậy nè. Chứ không là mấy đứa con nít hàng xóm của chị nó phá lắm, với lại mấy con côn trùng á, nó thấy sầu riêng chín là nó ăn hết trơn à. Chị phải bọc vậy nó mới trọn vẹn cái trái sầu riêng. Đó, thấy chưa em, trời chưa gì hết là có một trái rụng ở dưới đây rồi nè. Mình lấy luôn nha em nha. Rồi, bé kêu chị làm sầu riêng chiên đúng không? Được rồi. Bây giờ chị sẽ làm sầu riêng luộc cho bé nha bé ơi. Đâu để mình coi mình lấy cái trái nào cho nó phù hợp nha. Cái trái sầu riêng hái trên cây á thì nó quá to. Vậy thôi để chị lấy chiếc cho sầu riêng rụng cho nó vừa vô cái son nha em nha. Mình đổ nước vô nè bé yêu của chị ơi. Trời ơi nó vừa khớp dễ sợ luôn à. Tao nói luộc từ trời sáng mà qua trời mưa luôn mà không biết có chín hay không nữa. Mà cái mùi nó bốc lên không nghe cái gì hết trơn á. Nghe như ba cái mùi rễ cây gì đó, không có nghe mùi sầu riêng gì hết trơn à. Rồi mình phải lộn la lộn lại để cho nó chín đều cái trái sầu riêng nữa. Ủa mà khoan, cái trái này nó rụng là nó đã chín rồi, đâu có cần mình luộc mà nó mới chín đâu. Sao mà mệt quá kệ quá liếp, tao muốn nói gì tao nói. Rồi bây giờ nghe một chút xíu xíu mùi sầu riêng rồi nha. Trời ơi cái vỏ này mà đắp mặt nạ tao nói xuất sắc luôn nha. Còn cái nước này mà uống vô là tao nói hả, da nó đẹp dữ dằn luôn á. Rồi bây giờ mình banh ra để mình thưởng thức nè. Trời ơi chưa gì là thấy không có hấp dẫn rồi nha. Không biết là do cái trái sầu riêng này cái muối này nó gì nó trắng chặt hay là tại vì tôi luộc nên nó trắng chặt vậy ta. Thấy là hơi có điềm rồi nha, thấy kỳ kỳ rồi nha. Mà bình thường á mở trái sầu riêng ra là nghe cái mùi nó nồng nặc luôn, mà không hiểu sao tôi mở cái trái gì ra hả nó ít nghe lắm mấy bà ơi. Giống như là hả nó chỉ phước qua một chút xíu nhẹ thôi. Có khi nào mình bị lại Covid mà mình không biết không ta. Nó giỡn vậy thôi chứ quay lại nha. Trời, ăn muối đầu tiên không có cảm nhận được gì hết trơn, thôi để tôi ăn muối thứ hai để tôi cảm nhận cho nó sâu sắc hơn nha. Rồi cái ăn muối thứ hai cũng chưa có cảm nhận được bao nhiêu, thôi để tôi xin phép tôi ăn thêm muối thứ ba nữa nha. Nhìn cái mặt tôi ăn là biết chỉ muốn đắp mặt nạ với lại uống nước cho đẹp da thôi. Thế mình thấy là để sầu riêng tự nhiên ăn ngon hơn, vừa cái này vừa mất thời gian, vừa tốn điện tốn đồ này kia thời gian quá trời luôn mà ăn không ngon, nó bùi bùi nhưng mà không ăn bằng không ngon bằng sầu riêng bình thường. Ngu hoài mà không bỏ, xu dễ sợ, ớn quá để ăn tiếp chứ bớt ớn.